Xin chào quý bà con, thì trên tay em đang cầm đấy là gói phân bón lá chung vi lượng kem vi nhật. Thì đối với sản phẩm này á, nó có đặc tính gì mà nhiều bà con đang săn lùng thời điểm hiện nay? Đó chính là do có nhiều thành phần chính là canxi, magie, lưu huỳnh, đồng, sắt, kẽm và bao và nhiều hoạt chất chung vi lượng khác. Tuy nhiên, đối với kem vi nhật này có đặc biệt là có thành phần canxi này, magie và lưu huỳnh mà các combi khác không có. Thì nếu bà con thấy cây trồng của mình có tỷ lệ đậu trái thấp nè, trái lớn chậm, xịt ngay cho em cái kem vi nhật này, làm cho trái của mình nó tăng trưởng vượt trội luôn, rồi làm cho trái của mình bóng đẹp, đồng thời là hương vị của trái sẽ tăng lên rất nhiều lần, cho cái nông sản của mình có giá trị cũng như là có chất lượng. Vậy kem vi nhật này bán làm sao? Bên em đang có chương trình là 5 gói giá 199.000, miễn phí ship và giao hàng trên toàn quốc. Nên bà con chỉ cần alo hoặc inbox Zalo cho em, hoặc là đặt lại để lại số điện thoại, bên em sẽ chủ động liên hệ và giao hàng tận nơi cho mình ha. Thì đối với gói này, một gói là 40g, bà con có thể pha cho một phi là 200 lít nước, phun trực tiếp trên cây dùng em, và không làm cho phân bón này cực kỳ mát và không làm cho rụng bông, còn dưỡng bông và dưỡng trái cực kỳ hiệu quả, nên bà con cứ yên tâm ha. Thì để tìm hiểu thêm về cái khả năng của kem vi nhật, cứ liên hệ trực tiếp bên em, hoặc là cần hỗ trợ tư vấn cứ alo cho bên em sẽ hỗ trợ cho mình miễn phí nhé. Cảm ơn quý bà con.